các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 104, quy đồng mẫu số các phân số, phần tiếp theo, trang 23, 24, vở bài tập môn toán lớp 4, tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Ồ, nếu các em đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta. Bài số 1 này, người ta yêu cầu quy đồng mẫu số hai phân số theo cái mẫu. Đó, họ có mẫu này. 7/9 và 2/3. Mẫu số chung ở đây là 9 này. Đó. Vậy thì ở đây người ta sẽ phân tích ra là cái gì? Do ở đây có mẫu số chung là 9 nên cái phân số 7/9 này nè, các em không phải quy đồng, bởi vì sao? Nó có mẫu là 9 rồi. Đúng không? Vậy thì giờ chỉ còn 2/3 này thôi. Vậy thì xác định 2/3 này này thì cái mẫu này sẽ nhân với bao nhiêu để nó ra 9? Thì chúng ta chỉ việc lấy 9 chia cho 3. Và 9 chia cho 3 sẽ bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ lấy phân số 2/3 này nhân cả tử và mẫu của nó với 3. Đó, họ sẽ tiến hành này. 2/3 thì bằng 2 × 3 trên 3 × 3, nó sẽ bằng 6/9. Vậy 7/9 và 2/3 sẽ được là 7/9 và 6/9. Đấy. Vậy thì đây là cái mẫu. Và bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái mẫu này nha. Được chưa? Rồi, ta sẽ đến với câu A. Câu A này, 1/5 và 7/10. Đó, vậy thì 1/5 và 7/10 này thì rõ ràng đầu tiên chúng ta phải xác định mẫu số chung, đúng không? Đó, theo cái mà người ta hướng dẫn. Vậy thì mẫu số chung của 1/5 và 7/10 đây nè. Đó, thì chúng ta phải thấy đây sẽ có mẫu số chung là mấy nhỉ? Có mẫu số chung là mấy? Mẫu số chung ở đây là 9 thì ở đây sẽ là 10, có chia cho 5 không? Muốn biết mẫu số chung thì chúng ta sẽ lấy mẫu số lớn chia cho cái mẫu số bé. Nếu mẫu số lớn mà chia hết cho mẫu số bé thì mẫu số lớn sẽ là mẫu số chung. Vậy đây chúng ta sẽ có mẫu số chung đây sẽ bằng mấy nhỉ? Mẫu số chung người ta viết tắt nè. MS là mẫu số chung. Đây sẽ là 10 nè. Đó, được chưa? Đó. Vậy thì giờ chúng ta sẽ thực hiện quy đồng. Vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy nè, 10. Đúng không? Ta thấy nè. Ta thấy điều gì? Ta thấy 10 chia cho 5 thì bằng 2. 10 chia 5 bằng 2. Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc lấy phân số 1/5 này nhân với 2 thôi là xong. Vậy chúng ta sẽ là ta có 1/5. Đó, sẽ bằng bao nhiêu? Nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2. Bằng 1 nhân 2 trên 5 nhân 2. 1 trên 2 nhân với 5 trên 2 sẽ bằng 2 trên mấy? 2/10. Đó. Như vậy giờ mẫu số chung đã bằng nhau rồi. Được chưa? Vậy giờ chúng ta sẽ tiến hành vậy quy đồng mẫu số của gì? 1/5 và 7/10 được là bao nhiêu? Sẽ được là 1/5 sẽ bằng 2/10 và 7/10 chúng ta giữ nguyên. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là câu A. Đó, chúng ta đã làm thực hiện theo đúng mẫu của họ, đúng không? Rồi đến câu B này. Câu B thì bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ xác định mẫu số chung,
chúng ta thấy 5/6 mẫu là 6, 11/8 mẫu là 18. Vậy thì chúng ta cũng thấy nè, 18 chia cho 6. 18 có chia 6 không? Chia cho 6 sẽ được 3. Đúng không? Vậy thì bước đầu tiên chúng ta thấy nó chia hết. Vậy thì mẫu số chung ở đây sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 18. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta chỉ việc quy đồng cái phân số 5/6 này thôi. Ta có gì? 5/6 sẽ bằng nhân cả tử và mẫu với 3, sẽ bằng 5 nhân 3 trên mấy? 6 nhân 3. Rồi 5 nhân 3 sẽ bằng 15. 6 nhân 3 bằng 18. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ kết luận. Vậy quy đồng mẫu số của bao nhiêu? 5/6 và 11/18 ta sẽ được 5/6 sẽ bằng bao nhiêu? 15/18 và đây sẽ là 11/18. Dễ như ăn cháo, đúng không? Chả có gì khó khăn với các bạn học sinh của mình cả, đúng không? Rồi, ta đến với câu C nhé. Câu C này, ở đây chúng ta thấy 17, không? 17 trên 28, đây là 9 trên 14. Vậy giờ chúng ta sẽ thấy nè, mẫu số lớn sẽ là 28, mẫu số nhỏ sẽ là 14. Vậy chúng ta sẽ thấy là 28 này, ta sẽ lấy 28 ta chia cho 14. 28 các em chia cho 14 thì sẽ được mấy nhỉ? Sẽ được 2 lần, đúng không? Đúng không? 4 x 2 là 8, 2 x 1 bằng 2. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ xác định mẫu số chung. Mẫu số chung đây chính là 28. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc quy đồng cái phân số mà chưa có mẫu số là 28 rồi thôi. Ta có 9/14 sẽ bằng, ta sẽ nhân cả tử và mẫu của 9/14 với 2 chúng ta vừa xác định đây, sẽ bằng 9 nhân 2 trên 14 nhân 2. Đó, 9 nhân 2 sẽ bằng 18 và 14 nhân 2 bằng 28. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết luận. Vậy quy đồng mẫu số của mấy? 17 trên 28 và 9/14, ta sẽ được bao nhiêu? 17/28 và 9/14 ta quy đồng nó sẽ bằng 18/28. Được chưa? Dễ như ăn cháo nhỉ. Câu D. Đó, các bạn có thể tự làm câu D cũng được. Câu D chúng ta thấy mẫu lớn là 100, mẫu nhỏ là 25. Vậy chúng ta sẽ lấy mẫu lớn là 100 này, chia cho mẫu nhỏ là 25. Vậy thì 100 chia cho 25 chúng ta sẽ xác định được nó bằng 4. Vậy thì rõ ràng mẫu số chung ở đây chúng ta xác định sẽ là bao nhiêu? Sẽ là cái mẫu lớn, sẽ là 100. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Và quy đồng này chúng ta chỉ việc lấy 12 trên 25 mà nhân với gì? Nhân với 4 này thôi. Rồi, chúng ta sẽ nhân nhé. Rồi, đây sẽ bằng bao nhiêu? Ta có 12 trên 25 bằng
12 nhân 4 trên 25 nhân với 4. Rồi 12 nhân 4 sẽ bằng 40, 48 đúng không? Và 25 nhân 4 sẽ bằng 100. Rồi, vậy bây giờ chúng ta cũng sẽ có kết luận. Vậy quy đồng mẫu số của phân số là 12 trên 25 và 47 phần 100, chúng ta sẽ được là 12 phần 25 ta quy đồng sẽ là 48 trên 100 và 47 trên 100. Được chưa? Đó, xong cái bài số 1 nha. Ta đến bài số 2 này. Bài số 2 thì yêu cầu mình gì? Viết tiếp vào chỗ chấm. Đó, chúng ta chỉ viết vào chỗ chấm thôi. Chấm ở đây. Rồi, họ cho mình cái gì? Trước hết họ làm câu A này. Quy đồng mẫu số hai phân số 5 phần 6 và 7 phần 8 với mẫu số chung là 24. Vậy thì với mẫu chung là 24 ở đây, do 8 này không chia hết được cho 6, nên là chúng ta sẽ tìm một cái số nào đó nó vừa chia hết cho 6 và vừa chia hết cho 8. Vậy thì họ đã tìm được số đó là số 24 này. Đấy là 24 chia cho 6 thì được 4, tức là chia cho số này, đúng không? Và 24 chia cho 8 thì được 3. Vậy bây giờ họ sẽ nhân. Ta có này, 5 phần 6 là này, thì để xác định mẫu số chung là 24 rồi, thì 24 chia cho 6 thì được 4. Sẽ lấy phân số 5 phần 6 này nhân cả tử và mẫu với 4 nè. Ở đây sẽ có chút chấm nè, 5 x 4 đây sẽ bằng 20, 6 x 4 đây các bạn sẽ ghi là 24. Tương tự như vậy ở đây sẽ nhân cả tử và mẫu với 3. Vậy thì 7 x 3 sẽ bằng 221, 8 x 3 sẽ bằng 224. Các bạn chỉ viết vào chỗ chấm mà, đúng không? Yêu cầu mình viết vào chỗ chấm. Vậy quy đồng 5 trên 6 và 7 trên 8 chúng ta sẽ được là gì? 5 trên 6 sẽ được là 20 trên 24 và ở đây 21 trên 224. Được chưa? Đó, rất là đơn giản. Tương tự như vậy thì họ sẽ yêu cầu mình làm câu B, giống như cái phần là câu A này thôi, đúng không? Ở đây họ cho mình mẫu số chung là 12. Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm tuần tự theo các bước. Đầu tiên chúng ta thấy này. Ta thấy mẫu chung ở đây bằng 12. Vậy chúng ta thấy phân số đầu tiên là có mẫu là 4. Vậy chúng ta sẽ lấy 12 chia cho mấy? Chia cho 4 thì sẽ bằng 3. Như vậy chút nữa chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất là 1 phần 4 với 3, đúng không? Và tiếp theo ở đây chúng ta thấy 12 chia cho mấy đây? Chia cho 6 thì sẽ bằng 2. Vậy thì phân số 5 phần 6 chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo này. Ta có phân số thứ nhất là 1 phần 4. 1 phần 4 sẽ bằng nhân cả tử và mẫu của 1 phần 4 với 3. 1 nhân 3 trên 4 nhân 3. Đó, và chúng ta sẽ có kết quả bằng 1 nhân 3 bằng 3, 4 nhân 3 bằng 10, 12. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì phân số thứ hai ở đây là 5 phần 6 nè. 5 phần 6 sẽ bằng nhân cả tử và mẫu của nó với 2. 5 nhân 2 trên 6 nhân với 2. Vậy thì 5 nhân 2 sẽ bằng 10 và 6 nhân 2 bằng 10, 12. Và chúng ta sẽ đến câu kết luận. Vậy quy đồng
mẫu số của máy 1/4 và 5/6. Chúng ta sẽ được 1/4 sẽ là 3/12, 5/6 sẽ bằng bao nhiêu? 10/12, được chưa? Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã kết thúc cái bài số 104. Và như thường lệ, đến cuối mỗi một cái video, các em nhớ chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều bạn bè nha. Rồi, tạm biệt các em.